Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, và bây giờ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Vấn đề lao động mùa vụ ở Thái Bình. Hiệu quả phát triển đàn bò cao sản ở huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Lại thêm nguồn thủy sản gặp khó khăn ở Hải Dương. Nam Định phát huy tiềm năng của các làng nghề trong phát triển du lịch, quảng bá thương hiệu. Phát huy hiệu quả các mô hình câu lạc bộ quan họ ở Bắc Ninh. Huyện Sa Viễn, tỉnh Ninh Bình đảm bảo an toàn giao thông đường thủy trong mùa mưa bão. Thưa quý vị và các bạn, sản xuất nông nghiệp truyền thống vốn đã bấp bênh khi phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố dịch bệnh, thời tiết, nay thêm yếu tố thiếu lao động. Nhiều năm qua, giải quyết bài toán này, cơ giới hóa đã được đưa vào đồng ruộng. Thế nhưng, cơ giới hóa chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi mà ruộng đất không còn manh mún. Câu chuyện về những người nông dân, những hợp tác xã ở tỉnh Thái Bình đã tích tụ ruộng đất sau sẽ cho thấy rõ về điều này. Tích tụ ruộng đất, đưa cơ giới hóa vào sản xuất đã không chỉ giải quyết bài toán thiếu lao động mà còn nâng cao được giá trị lợi nhuận sau mỗi vụ sản xuất. Trên diện tích 20 hectare được tích tụ này, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà đã biến những vùng đất hoang thành bờ sôi ruộng mật. Chỉ sau vụ đầu, ứng dụng được khoa học kỹ thuật, Hợp tác xã đã tiết kiệm được nhiều công, chi phí sản xuất và hiệu quả được khẳng định. Trên 600 hộ được Hợp tác xã thuê lại ruộng được trả 600.000 đồng trên một sào một năm. Khi mà chúng tôi làm tích tụ này rồi thì chúng tôi sẽ đưa máy móc vào, máy cấy rồi máy gieo xạ rồi máy làm đất và điều hành các cái khâu tập trung thì nó sẽ hiệu quả cao hơn và nó giảm được cái chi phí đầu vào. 20 hecta đây cái máy gặt nó gặt có 2 ngày. Cho đến nay, tỉnh Thái Bình có trên 3.000 hecta đất nông nghiệp được doanh nghiệp, nông dân thuê lại để sản xuất nông nghiệp hàng hóa. Bước đầu được đánh giá hiệu quả cao hơn so với sản xuất nhỏ lẻ do chi phí đầu tư vào thấp, sản xuất bền vững hơn và có liên kết tạo đầu ra sản phẩm. Để mạnh tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa là mục tiêu hướng tới để thực hiện đề án tái cơ cấu nông nghiệp của tỉnh Nam Định. Bên cạnh việc tuyên truyền nâng cao nhận thức, tạo mọi thuận lợi để người dân xây dựng các mô hình sản xuất hàng hóa, nhiều địa phương đã khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Quyết tâm đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học đã thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp của huyện Trực Ninh theo hướng hàng hóa có giá trị kinh tế cao, hình thành các vùng sản xuất chuyên canh, cung cấp cho thị trường đa dạng nông sản, mang lại thu nhập cao cho bà con nông dân. Để tiếp tục đẩy mạnh phát triển nông nghiệp hàng hóa, đến nay, huyện Trực Ninh đang đẩy mạnh liên kết với các doanh nghiệp nhằm giúp người nông dân tiêu thụ một số sản phẩm chủ lực như thóc giống, gạo chất lượng cao, rau quả xuất khẩu, lợn sữa, gia cầm. Bằng các giải pháp đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trong sản xuất nông nghiệp, phối hợp với doanh nghiệp hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản, huyện Trực Ninh phấn đấu đến năm 2020 chỉ số phát triển giá trị sản xuất nông nghiệp, thủy sản đạt bình quân 5,45% một năm, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 48 triệu đồng một người một năm, giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện còn xuống dưới 3%. Những năm qua, nhiều hộ dân ở huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên đã tích cực tìm hiểu và đưa những giống bò cao sản vào chăn nuôi, hình thành những trang trại nuôi bò lớn mang lại hiệu quả kinh tế cao. Hiện nay, tổng đàn bò của toàn huyện đạt gần 1.500 con, trong đó có 1.280 con bò thịt tập trung nhiều ở các xã Tân Tiến, Thắng Lợi, Xuân Quan và Long Hưng. Để cải tạo, nâng cao chất lượng đàn bò, huyện Văn Giang đã triển khai nhiều chương trình lai tạo, thụ tinh những giống bò có chất lượng tốt như giống bò Leishin Bradman PPP, Raw Master, làm sản lượng tăng lên rõ rệt. So với bò thịt thông thường, trong cùng một thời gian nuôi từ 12 đến 18 tháng, mỗi con bò cao sản cho trọng lượng tăng gấp 1,5 lần, đạt từ 4 đến 5 tạ một con. Giá bò hơi bán ra cũng cao hơn, dao động từ 65 đến 75.000 đồng một kg, trung bình một năm một con bò cho lãi trên 5 triệu đồng. Trong vòng 6 tháng đầu năm, các trang trại chăn nuôi trên địa bàn huyện đã cung ứng ra thị trường trên 200 tấn thịt bò. Nhờ đó, nhiều trang trại nuôi bò thịt cao sản ở huyện Văn Giang đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, trừ chi phí cho thu lãi trên 100 triệu đồng mỗi năm như gia đình anh Nguyễn Văn Hoạt ở xã Long Hưng, anh Nguyễn Văn Chính ở xã Tân Tiến. Những năm gần đây, hoạt động nuôi thả thủy sản trên địa bàn tỉnh Hải Dương phát triển mạnh, mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho nông dân. Tuy nhiên, so với lợn thịt và giá vịt giảm mạnh, hiện tại người nuôi thủy sản cũng đang gặp những khó khăn do giá xuống thấp. Cùng với phương thức nuôi thả truyền thống trong khu vực nội đồng, từ thời điểm năm 2010, trên địa bàn tỉnh mới chỉ có 2 hộ dân ở xã Nam Tân, huyện Nam Sách đầu tư nuôi thả 10 lồng cá. Đến nay, trên các tuyến như sông Luộc, sông Kinh Thầy, sông Kinh Môn và sông Thái Bình đã có gần 3.000 lồng với gần 200 hộ nuôi.
Với sự phát triển nghề nuôi cá lồng một cách ồ ạt, không theo quy hoạch và chưa chú trọng phát triển sản xuất với bảo vệ môi trường, không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn khiến cho việc tiêu thụ cũng gặp khó khăn do giá xuống thấp. Đơn cử như với giống cá điêu hồng hiện nay, mỗi lồng cá khoảng 5 tấn, người nuôi chịu thua lỗ 50 triệu đồng. Để tạo sự phát triển bền vững cho nghề nuôi thả thủy sản, cùng với việc triển khai quy hoạch, cần phải phổ cập kỹ thuật cho người dân, xây dựng mối liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ, quản lý chặt chẽ khâu cung ứng giống, thức ăn, xử lý dịch bệnh, chú trọng bảo vệ môi trường nước, tiếp tục ra soát và ban hành chính sách hỗ trợ, nhất là chính sách khuyến khích các doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm cho các cơ sở nuôi thả, tạo sự bình ổn và đảm bảo an toàn thực phẩm. Chương trình thời sự Đồng bằng sông Hồng xin được tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, trước thực trạng các làng nghề khó khăn trong việc thu hút du khách đến với làng nghề, thời gian qua, ngành văn hóa thể thao và du lịch các huyện thành phố của tỉnh Nam Định đã có nhiều nỗ lực đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá tiềm năng, thế mạnh của các làng nghề trên các phương tiện thông tin truyền thông, tổ chức các cuộc khảo sát tiềm năng làm du lịch, thiết kế tour du lịch với sự tham gia của các doanh nghiệp lữ hành trong và ngoài tỉnh. Sự vào cuộc bài bản của các ngành chức năng sẽ là giải pháp cốt lõi để phát huy được tiềm năng của các làng nghề trong phát triển du lịch, quảng bá thương hiệu. Để du lịch làng nghề phát triển tương xứng hơn với tiềm năng, bên cạnh vai trò của nhà nước trong công tác quảng bá kết nối tour du lịch, thì bản thân các làng nghề hiện nay đã đến lúc cần nhận thức sâu sắc hơn về vai trò của phát triển du lịch, từ đó nghiên cứu thị trường từng đối tượng khách để sản xuất ra những sản phẩm phù hợp với thị hiếu. Ngoài ra, các làng nghề cũng cần thực hiện tốt khâu tổ chức xây dựng quy hoạch với khu sản xuất, khu triển lãm để du khách tham quan tìm hiểu và có thể tham gia làm một số công đoạn tạo ra sản phẩm, nâng cao ý thức của người dân, đầu tư cơ sở hạ tầng phụ trợ và góp phần thúc đẩy du lịch làng nghề khởi sắc hơn. Theo Sở Du lịch tỉnh Nam Định, 5 tháng đầu năm 2017, toàn tỉnh Nam Định tiếp đón trên 4.830.000 lượt khách tới tham quan, tăng 17% so với cùng kỳ của năm 2016. Với chủ trương thúc đẩy du lịch theo hướng bền vững, chủ động hội nhập và cạnh tranh có hiệu quả trong khu vực trên cơ sở khai thác tiềm năng lợi thế, nâng cao chất lượng dịch vụ và đa dạng hóa sản phẩm du lịch, Ninh Bình đã đẩy mạnh các hoạt động quảng bá xúc tiến du lịch, phát triển loại hình dịch vụ du lịch gắn với các yếu tố văn hóa tâm linh. Tập trung đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về du lịch, phối hợp chặt chẽ với các ngành các cấp chính quyền địa phương, đẩy mạnh vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm tại các khu điểm du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ, nguồn chất lượng du lịch, khuyến khích các tổ chức cá nhân đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch. Vì vậy, trong 5 tháng đầu năm 2017, hoạt động du lịch tiếp tục có bước phát triển, số khách đến tham quan du lịch Ninh Bình tăng 17,2% so với cùng kỳ năm trước. Khách lưu trú qua đêm ước đạt trên 224.000 lượt, doanh thu đạt trên 1.460 tỷ đồng, tăng 44,8% so với cùng kỳ. Năm 2017, Ninh Bình phấn đấu đón 6,7 triệu lượt khách, tăng 4,36% doanh thu du lịch, 1.800 tỷ đồng, tăng 4,35% so với năm 2016. Mới đây, tại khu du lịch sinh thái Cồn Đen, xã Thái Đô, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh Thái Bình đã tổ chức tọa đàm Liên kết phát triển du lịch Thái Bình năm 2017. Sự buổi tọa đàm có 20 công ty du lịch lữ hành cùng 14 trung tâm xúc tiến du lịch đến từ các tỉnh khu vực phía Bắc. Các đại biểu đã đánh giá cao tiềm năng du lịch tỉnh Thái Bình. Tuy nhiên, du lịch Thái Bình phát triển chưa rõ nét, thiếu điểm nhấn trên bản đồ du lịch. Các đại biểu cùng nhau thảo luận về công tác xúc tiến quảng bá để mạnh liên kết hợp tác trong hoạt động xây dựng, khai thác sản phẩm du lịch, hình thành các tour du lịch thu hút khách du lịch tại Thái Bình nói riêng và các tỉnh thành phố đồng bằng sông Hồng. Tăng cường hợp tác trong hoạt động du lịch giữa các tỉnh đồng bằng sông Hồng, từng bước xây dựng thương hiệu du lịch Đông Bắc Bộ, tạo cơ hội cho doanh nghiệp du lịch các tỉnh giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, đẩy mạnh hợp tác liên kết. Với năng khiếu hội họa từ nhỏ, hai em Dương Lệ Quỳnh, 13 tuổi và Dương Minh Anh, 10 tuổi ở đường Trần Quốc Toản, phường Quang Trung, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên đã có hàng chục bức tranh được triển lãm trong các không gian hội họa lớn trong và ngoài tỉnh. Có năng khiếu hội họa nên Dương Lệ Quỳnh và Dương Minh Anh được làm quen với vẽ tranh từ sớm. Những bức tranh vẽ của các em thường gây ấn tượng cho người xem, thầy cô, phụ huynh bởi cách cảm nhận thiên nhiên đơn giản nhưng đầy cảm xúc, tình cảm.
Đã có nhiều tác phẩm tranh vẽ của hai em được triển lãm gây ấn tượng như bức tranh Cảm xúc tự do, Sức sống, Tâm trạng đời thường, Gia đình, Suối âm nhạc, Đôi bạn, Kéo co, Sắc màu, Mầm sống. Hội họa là hoạt động trí tuệ nghệ thuật giúp trẻ thể hiện ra bên ngoài được những suy nghĩ của mình và cụ thể hóa những quan sát hay trí tưởng tượng của bé về thế giới xung quanh. Vẽ sẽ giúp não hoạt động để nhận thức, xác định màu sắc, hình dạng, vị trí không gian và có lợi cho sự phát triển trí tuệ, giúp trẻ thông minh hơn. Nhằm bảo tồn và phát huy giá trị dân ca quan họ, những năm qua nhiều câu lạc bộ quan họ đã được thành lập và hoạt động hiệu quả. Với câu lạc bộ quan họ thôn Duệ Đông, thị trấn Lim, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, trải qua 25 năm thành lập và phát triển, đây không chỉ là một trong những câu lạc bộ có thâm niên trong vùng với nhiều lớp thế hệ sinh hoạt, mà còn trở thành nơi gìn giữ những làn điệu dân ca quan họ cổ của vùng đất Kinh Bắc. Đã thành thông lệ cứ tối thứ Sáu hàng tuần, những nghệ nhân gạo cội sẽ truyền dạy những làn điệu dân ca quan họ cho các thành viên, để từ đó các thành viên lại tiếp tục tập luyện với nhau cho đến khi đạt được chuẩn mực của dân ca quan họ Bắc Ninh, đúng chất quan họ xưa. Với cách thức sinh hoạt đó, câu lạc bộ ngày càng thu hút sự tham gia của nhiều thành viên. Sau 25 năm đi vào hoạt động, đến nay câu lạc bộ đã có hơn 40 thành viên thường xuyên sinh hoạt. Khác với các câu lạc bộ quan họ đang hoạt động trên địa bàn tỉnh, câu lạc bộ quan họ Duệ Đông sinh hoạt với nhiều lớp thế hệ khác nhau, từ nghệ nhân gần 100 tuổi cho tới các cháu nhỏ mới lên năm. Tùy từng lứa tuổi kinh nghiệm mà thế hệ đi trước truyền dạy cho thế hệ đi sau những bài hát làn điệu dân ca quan họ phù hợp để người học dễ tiếp thu, thậm chí có thể truyền dạy cho lứa tuổi mẫu giáo không sinh hoạt tại câu lạc bộ. Không chỉ là nơi sinh hoạt tập luyện và truyền dạy các làn điệu dân ca quan họ, mà hàng năm câu lạc bộ còn tiếp đón hàng trăm đoàn khách đến thưởng thức và tìm hiểu về loại hình nghệ thuật được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Tiên Du chúng tôi thì để góp phần vào trong cái việc bảo tồn và phát huy giá trị dân ca quan họ thì chúng tôi hàng năm có huyện có phối hợp với Trung tâm Văn hóa tỉnh Bắc Ninh trực thuộc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch để mở các lớp bồi dưỡng tập huấn nâng cao các cái kỹ năng hát quan họ cho các câu lạc bộ quan họ trên địa bàn huyện, động viên khuyến khích các câu lạc bộ phát triển và mở rộng hơn nữa về số lượng con người cũng như là về chất lượng. Sau gần 8 năm được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, dân ca quan họ Bắc Ninh vẫn đang thể hiện sức lan tỏa với hơn 300 câu lạc bộ quan họ trong toàn tỉnh. Không chỉ khôi phục và bảo tồn những bài hát, lối chơi bài bản, câu lạc bộ quan họ Duệ Đông cùng hàng trăm câu lạc bộ khác trong tỉnh đã và đang khẳng định sức sống mãnh liệt của dân ca quan họ Bắc Ninh mãi trường tồn cùng năm tháng. Trong những ngày hè này, hàng ngày tại bể bơi Ít Kiêu của Trung tâm Đào tạo Thể thao Dưới nước thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương có khoảng 200 người tới tham gia các lớp tập bơi phòng chống đuối nước. Để phục vụ nhu cầu học bơi trong dịp hè, ngay từ giữa tháng 5 vừa qua, Trung tâm Thể thao Dưới nước đã mở cửa đón mọi người tới học và luyện bơi, trong đó phần lớn là các thiếu nhi, học sinh sinh viên và khoảng 10% người trên 30 tuổi. Mỗi ngày có 5 lớp học, mỗi lớp 40 người và thời gian học được bố trí vào 5 khung giờ khác nhau, tạo thuận lợi cho các lứa tuổi và điều kiện học của mỗi người. Mỗi lớp có từ 3 đến 4 giáo viên trực tiếp giảng dạy theo giáo trình chuẩn quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, nỗi lo lớn nhất của các bậc phụ huynh trong dịp hè đó là tìm địa điểm vui chơi cho con em mình. Bởi lẽ hiện nay sân chơi dành cho trẻ em ở các địa phương trong tỉnh Bắc Ninh còn ít. Nhưng ở thời điểm này, cùng với Trung tâm Văn hóa các địa phương, Tổ chức đoàn cơ sở, Cung Văn hóa Thanh Thiếu Nhi tỉnh thuộc tỉnh đoàn Bắc Ninh cũng đã tổ chức nhiều hoạt động sân chơi bổ ích với trẻ em. Hàng năm, Cung Văn hóa Thanh Thiếu Nhi tỉnh Bắc Ninh thu hút khoảng gần 2.000 học sinh đến học tại các lớp học năng khiếu hè. Để đáp ứng nhu cầu học tập sinh hoạt vui chơi ngày càng cao của các em, đơn vị đã sớm xây dựng kế hoạch các hoạt động hè, tăng cường cơ sở vật chất, sửa chữa các phòng học, đầu tư trang thiết bị, dụng cụ hiện đại cho các phòng học. Nội dung học cũng được đổi mới qua từng năm để phù hợp với nhu cầu và xu hướng xã hội nhằm đáp ứng tốt nhu cầu chơi mà học mà chơi của Thanh Thiếu Nhi trên địa bàn tỉnh. Mặc dù hoạt động tại Cung Văn hóa Thanh Thiếu Nhi tỉnh khá đa dạng và phong phú, tuy nhiên cơ bản mới chỉ đáp ứng một phần nhu cầu người dân thành phố Bắc Ninh trong dịp hè. Thực tế tại các địa phương, đặc biệt các vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, sân chơi cho trẻ em dịp hè còn rất thiếu.
Đây cũng là vấn đề các ngành chức năng địa phương cần hết sức quan tâm, qua đó góp phần tạo dựng sân chơi bổ ích, đáp ứng nhu cầu hoạt động vui chơi cho thanh thiếu nhi trong dịp hè. Nhằm đáp ứng nhu cầu về máu cho các đợt để cứu chữa người bệnh trong dịp hè năm 2017 và kỷ niệm Ngày Thế giới tôn vinh người hiến máu tình nguyện, Ban Vận động Hiến máu tình nguyện huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình đã tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện năm 2017. Ngày hội đã thu hút đông đảo cán bộ đoàn viên, thanh niên, người dân trên địa bàn tham gia. Trong Ngày hội Hiến máu tình nguyện đã thu hút hơn 1.000 người đăng ký. Đó là những cán bộ cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, đoàn viên thanh niên, tình nguyện viên, lực lượng vũ trang, các thầy cô giáo và người dân trên địa bàn huyện. Kết quả, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương đã thu được hơn 650 đơn vị máu. Đây là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực, mang tính nhân văn sâu sắc vì cộng đồng. Bởi ngoài sự thể hiện lòng nhân ái, còn là trách nhiệm không chỉ của riêng ai nhằm đem lại nguồn sống, niềm hy vọng và hạnh phúc cho bệnh nhân, mà không có thứ vật chất nào có thể thay thế được. Đến nay, phong trào hiến máu tình nguyện của huyện Kim Sơn ngày càng đạt kết quả cao và lan tỏa rộng khắp, được xã hội và nhân dân ghi nhận, hưởng ứng tích cực. Hiến máu tình nguyện là một trong những nghĩa cử cao đẹp, thể hiện sự tương thân tương ái của con người với con người. Với ý nghĩa nhân văn sâu sắc đó, những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện của tỉnh Hà Nam đã nhận được sự quan tâm và hưởng ứng của các cấp các ngành, các tổ chức chính trị xã hội, cùng sự tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Qua đó, đưa phong trào phát triển sâu rộng, từng bước đáp ứng nhu cầu, phục vụ cấp cứu và điều trị người bệnh. Những năm qua, công tác hiến máu tình nguyện đã trở thành phong trào sâu rộng trong nhân dân và là nét đẹp văn hóa, một hoạt động thường niên của tỉnh Hà Nam. Để làm tốt công tác hiến máu tình nguyện, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh đã lên kế hoạch và giao chỉ tiêu hiến máu cho từng cơ quan đơn vị, các huyện, thành phố. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia hưởng ứng. Hàng năm, các đợt cao điểm về hiến máu tình nguyện như lễ hội Xuân Hồng, chiến dịch Những giọt máu hồng hè đều thu hút đông đảo tình nguyện viên tham gia hiến máu. Chính vì vậy mà kết quả hiến máu tình nguyện của Hà Nam luôn đạt và vượt chỉ tiêu, năm sau cao hơn năm trước. Số lượng và chất lượng máu cũng được nâng lên rõ rệt. Trong năm 2016, toàn tỉnh có trên 13.800 người đăng ký hiến máu, với tổng số máu hiến tặng là 7.295 đơn vị, đạt 121% kế hoạch năm. Đặc biệt, lễ hội Xuân Hồng năm 2017, toàn tỉnh đã thu về được trên 4.700 đơn vị máu, đạt 74% kế hoạch năm. Nhiều đơn vị duy trì tốt phong trào hiến máu trong nhiều năm liền, tiêu biểu là Công an tỉnh, Sở Y tế, huyện Kim Bảng, Lý Nhân, Duy Tiên, Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nam. Nhằm đảm bảo giao thông đường thủy, nhất là trong mùa mưa bão, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường tuần tra kiểm soát, đặc biệt là các tuyến đò dọc, đò ngang trên địa bàn, qua đó góp phần nâng cao ý thức của các chủ phương tiện trong việc đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân khi tham gia giao thông đường thủy, không để tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra. Gia Viễn có 3 tuyến sông có phương tiện chở khách ngang sông hoạt động, gồm sông Đáy, sông Hoàng Long và sông Bôi. Trong đó có 5 bến đò với hàng trăm lượt người, tàu, phà, thuyền qua sông mỗi ngày. Để đảm bảo an toàn cho các phương tiện, tàu bè và các bến đò, nhất là trong mùa mưa bão, lực lượng cảnh sát giao thông huyện đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật giao thông đường thủy nội địa nhằm nâng cao nhận thức của người dân, các chủ đò, đội ngũ thuyền viên tại các khu du lịch. Với những giải pháp tích cực đồng bộ đã triển khai, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy trên địa bàn huyện Gia Viễn đã có nhiều chuyển biến, ý thức chấp hành của người dân được nâng lên, góp phần không để xảy ra các vụ tai nạn giao thông đường thủy, đảm bảo an toàn cho người dân, phương tiện khi lưu thông trên các tuyến sông. Thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc dừng mọi hoạt động tập kết cát, sỏi và vật liệu xây dựng ở lòng sông để đảm bảo công tác phòng chống lụt bão an toàn cho những tuyến đê, huyện Tiên Du đã chỉ đạo các xã tăng cường kiểm tra, xử phạt các hành vi vi phạm, đồng thời cho di rời số vật liệu xây dựng ven sông, đảm bảo an toàn cho những tuyến đê trước mùa mưa bão. Toàn huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh có 18 điểm tập kết cát sỏi chủ yếu nằm ở các xã Tân Tri, Minh Đạo, Cảnh Hưng và Tri Phương. Trong đó có 5 điểm đã được cấp phép, còn lại 13 điểm chưa được cấp phép.
Để đảm bảo công tác phòng chống lụt bão, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng và các xã ven đê tiến hành xử lý các trường hợp vi phạm, tổ chức ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định của huyện và tỉnh trong công tác phòng chống lụt bão. Cùng với đó, huyện Tiên Du cũng thành lập các đoàn liên ngành kiểm tra công tác giải tỏa của các hộ kinh doanh và nghiêm túc xử phạt các hộ cố tình vi phạm. Đồng thời, yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã có điểm tập kết cát sỏi, chỉ đạo các chủ bến bãi trên địa bàn dừng mọi hoạt động tập kết, giải tỏa toàn bộ vật liệu đã tập kết vào bãi, độ cao xuống dưới 2 mét, vật liệu trong bãi cách mép nước ít nhất là 25 mét, cách chân đê ít nhất 25 mét. Quý vị và các bạn thân mến, từ đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.